Chiều nay ngày 6 tháng 3, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến đến các tỉnh thành trong cả nước triển khai thi hành luật đất đai năm 2024. Dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành liên quan. Luật Đất đai 2024 gồm 16 chương 260 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 180 trên 212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tại hội nghị lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin nội dung cơ bản và một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai 2024, trong đó có những quy định được người dân quan tâm như cho phép mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp quy định 31 trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, di lết quốc gia, công cộng, bỏ khung giá đất và quy định bản giá đất. Bản giá đất được xây dựng hàng năm và bản giá đất lần đầu được công bố áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 và được điều chỉnh từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Quy định người sử dụng đất có quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất, gồm trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Bên cạnh đó, luật còn bổ sung thêm chương 8 về phát triển quản lý và khai thác quỹ đất. Đây là một nội dung hoàn toàn mới so với luật đất đai 2013. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận trao đổi về những bất cập dưới mắt trong thực tiễn và đề xuất những nội dung mới cần tiếp tục cụ thể hóa hướng dẫn triển khai trong thời gian tới. Sáng nay ngày 6 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ông Vương Quốc Nam cùng lãnh đạo sở ban ngành tổ chức cuộc họp nghe Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú báo cáo tình hình triển khai cụm công nghiệp Long Hưng và kêu gọi đầu tư. Theo báo cáo năm 2022, cụm công nghiệp Long Hưng được tích hợp vào quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với diện tích 5 ha, có vị trí cặp quốc lộ Quảng Lộ Phụng Hiệp từ kênh 8 thước đến kênh 9 thước tại ấp Tân Thành, xã Long Hưng, Tuy nhiên hiện nay khi triển khai thực hiện thì có dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh cắt qua nên không đảm bảo kết nối vào quốc lộ và mất an toàn giao thông. Do đó, ủy ban dân dân quyền Mỹ Tú đề xuất điều chỉnh vị trí cụm công nghiệp Long Hưng về vị trí ấp Mỹ Khánh A với diện tích 5 ha, có hai mặt tiếp giáp với tỉnh lộ 940 và đường quyện 878. Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi thảo luận một số nội dung có liên quan để điều chỉnh quy hoạch và lập hồ sơ vị trí đúng theo quy định. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đề xuất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Dương Quốc Nam thống nhất việc điều chỉnh vị trí cụm công nghiệp Long Hưng, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện các thủ tục của việc điều chỉnh sao cho phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Mỹ Tú phối hợp với các sở ngành ra soát lại các quy hoạch thủ tục chính sách kêu gọi đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Long Hưng. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thành phố Sóc Trăng, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội khỏe phù động tỉnh Sóc Trăng lần thứ 15 năm 2024. Đến dự có ông Nguyễn Giang Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Chính dân tỉnh. Tham gia Hội khỏe phù động tỉnh Sóc Trăng lần thứ 15 có hơn 2.000 vận động viên đến từ 51 đơn vị, trong đó có 11 đơn vị phòng giáo dục đào tạo và 40 đơn vị trường trung học phổ thông trong tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 10 môn, điền kinh, cờ vua, cầu lông, cầu đá, bóng đá, bóng truyền, bóng rổ, bóng bàn, bơi lội và võ cổ truyền. Hội khoái phù đóng là phong trào thể thao trường học nhằm đánh giá công tác giảng dạy môn giáo dục thể chất của nhà trường các cấp học qua thi đấu sẽ phát hiện những học sinh có năng khiếu để tuyển chọn, tập luyện, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải thể thao cấp tỉnh, cấp toàn quốc, đồng thời chuẩn bị chọn vận động viên của tỉnh tham dự hội khỏe phù động cấp khu vực tại Bến Tre trong tháng 6 và cấp toàn quốc lần thứ 10 năm 2024, tổ chức tại Hải Phòng trong hè năm 2024. Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố. Hội khỏe phù động diễn ra từ nay đến ngày 9 tháng 3 năm 2024.